Let's go! Ngủ trong vali. Đợi con ơi. Đừng yên đợi mẹ ở đây nhé. Vâng ạ. Ôi không, Vũ Phù ơi, không để mắt đến Jenny à. Cứ thế này thì bao giờ Quốc Phu mới có thể tìm được em Jenny đây? Chiếu của mình đâu rồi? Không ổn rồi, Jenny sẽ gặp nguy hiểm nếu ngủ trong vali như vậy đó. Ôi không, sắp trễ giờ rồi. Cháu đang làm gì vậy? Bác định bắt cóc em cháu, đúng không? Cháu xin lỗi ạ. Lần sau, cháu nhớ trông em cẩn thận nhé. Các bạn nhỏ đã nhớ bài học của đoạn phim ngày hôm nay chưa nào? Vali nào cho Gúp Phu? Hai con! Cất quần áo trong hai chiếc vali này nhé! Mẹ, con thích một chiếc vali lớn hơn. Được rồi, giờ nó sẽ là của em. Vâng. Chà, Quốc Phù quả đúng là một người anh tuyệt vời. Chà Lucy. Vali của em đẹp thật đấy. Ôi không, quả bóng đang bay hướng về chiếc vali. Ôi trời, chiếc vali đã bị thủng một lỗ rất to. Xin lỗi, Lucy. Lucy, dùng của anh đi, để nó cho anh. Wow, Quốc Phù đang nghĩ cách sửa chữa cho chiếc vali bị hỏng của Lucy sao? Wow.
Anh Bando, giờ chúng ta phải làm gì đây? Hãy mua cho Goofy một chiếc vali mới. Được ạ. Không còn chiếc nào hợp với Goofy rồi. Giờ thì Lucy sẽ phải làm gì đây? Xin lỗi anh, vì em mà anh phải dùng vali cũ ạ. Hay anh trả nó cho em đi. Ôi trời, để mẹ giúp con. Hoan hô! Cuối cùng, với sự giúp đỡ của mẹ, chiếc vali đã lại thành như mới rồi này các bạn nhỏ ơi. Con cảm ơn mẹ. Con cũng nên cảm ơn cả anh nữa nhé, Lucy. Goofy đã rất nhường nhịn con đấy. Cảm ơn Goofy. Em yêu anh. Đoàn tàu vali. Làm ơn chuyển chúng tới nhà của Goofy, Pando, Cat, Buffo, Karu và Molly giúp tôi nhé. Được rồi. Bác có sao không ạ? Xin chào. Mẹ phải đi ra kia giải quyết chút việc. Các con đứng đây và trông chừng đống vali này nhé. Chúng ta phải giúp bác ấy mới được. Nhưng làm thế nào? Hãy làm theo cách của tớ đi. Chà, Goofy đã xếp vali thành một hàng rồi buộc vào người để kéo đi này. Bắt đầu thôi. Đi nào, đi nào. Nhưng mà cách này tốn sức lắm đó nha. Không biết hai bạn ấy có cách gì khác không nhỉ? Hay lắm. Mẹ ơi, cho con mở cái xe trong cửa hàng một lúc được không? Con cảm ơn mẹ. Cách này không được đâu, Goofy. Tớ biết phải làm gì rồi. Wow, Goofy và Piggy sẽ giúp bác ngựa chuyển vali bằng cách nào đây? Bắt đầu đi. Vậy là vali đã được giao đến nhà mọi người rồi đó. Các bạn thấy Goofy thông minh không nào? Tụi cháu chuyển xong rồi. Giỏi lắm các cháu. Lucy và chiếc vali của mình. Tốt lắm. Mình có thể mang nhiều hơn nữa.
trời, Lucy mang nhiều đồ quá đi thôi. Điều này khiến chiếc vali chẳng thể đóng được luôn rồi kìa. Bố nghĩ vali của con nặng quá rồi, Lucy à. Nó sẽ biến thành quỷ dữ đấy. Tại sao vậy bố? Chúng mình cùng lắng nghe câu chuyện của sói bố để biết lý do tại sao nha. Mình không thể chịu được đống đồ trong người nữa. Ôi không! Và bây giờ chiếc vali đang cố tình chống đối Lucy, khiến cậu ấy gặp khó khăn khi di chuyển. Bố ơi! Anh ơi! Giúp con với! Ôi không! Ôi! Ba bố con nhà sói phải làm sao đây? Con không muốn mang theo một cái vali nặng đâu ạ. Chúng ta chỉ mang những đồ dùng cần thiết thôi nha con. Mình thích chiếc vali nhẹ này quá đi. Hoan hô, chiếc vali biến thành thiên thần rồi này. Các bạn cũng nhớ chỉ mang vừa đủ đồ khi đi du lịch thôi nha. Đợi anh đã, Lucy. Đi tìm chìa khóa cho chiếc vali của Lucy. Wow, hôm nay các gia đình sẽ có chuyến du lịch dài ngày. Trông ai nấy cũng đều rất háo hức. Ồ, những chiếc vali này bị khóa mất rồi. Bố ơi, cho con mượn chìa khóa của vali đi ạ. Tớ xin lỗi cậu. Cậu làm rơi chìa khóa của tớ, nên giờ cậu phải giúp tớ mở vali ra đấy nhé. Nhưng chìa khóa của cậu màu gì thế? Chìa khóa vali của em màu hồng nha. Màu hồng. Màu hồng đây rồi. Trời, đây là màu cam mà. Màu hồng, màu da cam. Thế ai là người trả lời đúng nhỉ? Cả hai đều sai rồi. Để anh dạy cho các em nhé. Vâng ạ. Màu đỏ. Màu đỏ. Đúng rồi. Màu đỏ. Đúng rồi. Màu hồng. Váy của Lucy có màu hồng kìa. Tốt lắm. Màu xanh dương. Màu vàng. Quả chuối màu vàng này. Giỏi lắm. Thích quá.
Xanh dương, màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Hello. Nhưng mà bạn là ai thế? Đây là em họ của anh, Nancy. Còn đây là Lucy, em gái của anh. Vali đâu rồi? Vali của cháu dễ thương quá. Hooray! Mình cũng có một cái vali y hệt mà. Ôi, nhãn dán lại che hết hình Superman rồi. Vali của cháu cũng rất đẹp đó. Sắp đến giờ bay rồi con trai. Cứ bình tĩnh, vali của con sẽ ra bây giờ đấy. Đây là vali của tớ mà. Không phải, là của tớ chứ. Nó có hình Superman trên tranh kìa. Không phải, là của tớ. Thế rốt cuộc vali này là của ai nhỉ? Vali của con có nhãn dán để phân biệt mà, nhớ không Gu Phu? Vậy hãy thử mở vali để kiểm tra xem hành lý bên trong là của ai nhé. Đợi con chút, để con lấy bim bim ra à. Ôi không, con nghĩ là con đã lấy sai vali rồi bố ơi. Không biết sói bố có cách gì đây. Con lại lấy vali của cháu à? Xin lỗi anh nhé, con trai tôi nhầm vali này thành của nó. Cháu nghĩ cái này chắc chắn là của cháu rồi. Cháu có nhớ bên trong vali có những thứ gì không? May quá, cuối cùng thì Gufu cũng tìm thấy vali rồi. Lần sau con nhớ giữ nguyên nhãn dán để không bị thất lạc vali nữa nhé. Jenny! 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 Lạc ở trường mẫu giáo. Bây giờ mẹ đi đón anh Gufu tan học đây. Sao ngày nào anh Gufu cũng đi học thế à? Mẹ ơi! Wow! Vì mỗi ngày đến trường là một ngày vui! Vậy bao giờ con với Jenny mới được tới trường ạ? Chờ khi nào hai con lớn thêm chút nữa. Cho con đi cùng được không? Mẹ ơi! Mẹ vào trao đổi với cô giáo một chút. Con đứng im đây nhé. Ơ kìa, Lucy quên lời mẹ dặn rồi ư? Uầy uầy, ở đây cái gì cũng mới lạ, khiến Lucy vô cùng khoái chí. À.
Fu, về nhà thôi con. Lucy, Jenny, Lucy, Jenny. Ôi không, Jenny đâu rồi? Con không thấy Jenny ở đâu. Có khi nào Jenny gặp nguy hiểm không? Jenny. Hả? Hả? Tất cả là lỗi tại em nên Jenny mới bị lạc. Con tuyệt đối không được tự ý đi lại như vậy nữa nhé. Nhớ có vấn đề gì thì sao hả? Con xin lỗi, con hứa sẽ không có lần sau ạ. Cháu sẽ sớm được đi học thôi, Lucy. Trông hai anh em nhà sói đáng yêu chứ kìa. Đây là gì thế nhỉ? Đồ bảo hộ rất quan trọng. Cố lên nào, Jenny. Một, hai, một. Lại đây, lại đây với anh nào. Jenny à. Anh ơi anh, làm sao để Jenny không bị đau nếu ngã bây giờ à? Bộ đồ bảo hộ độc đáo vừa in cho Jenny luôn. Quá đỉnh luôn. Bộ đồ này ở đâu thế ạ? Cùng xem Goofu đã cùng Lucy hồi bé tập đi thế nào nha. Goofu nhà ta đã cố tìm đủ mọi cách để bảo vệ cho Lucy an toàn khi tập đi đây mà. Ôi trời, chưa có cách nào hiệu quả cả đâu. Goofu từ bé đã thể hiện rõ khả năng sáng tạo của mình rồi. Giỏi lắm, hai con. Đây là bộ bảo hộ của em hồi bé đó. Lucy à, giờ đến lượt Jenny sử dụng thôi. Đứng lại. Goofu, hãy chăm em cẩn thận.
kìa. Quốc Phụ và Lucy đang trông em Jenny mà. Trời ơi, Jenny đâu rồi? Ôi không. Có khi nào Jenny đã bị con cỏ cắp đi không nhỉ? Hay là đã bị trộm tê giác bắt cóc rồi? Ôi không, chúng ta phải báo cảnh sát ngay thôi. Em lại bỏ đi linh tinh, làm anh chị phải đi tìm mãi đến Jenny. Các con, đừng trách em nữa, Gufu. Ngày xưa các con cũng y như thế mà. Giờ hãy cùng ôn lại kỷ niệm xưa nào các bạn. Wow, cả ba em bé đều bị thu hút bởi lối đi dẫn đến căn phòng bí mật. Nhìn kìa. Nhanh lên. Các con ơi, các con đâu rồi? Liệu rằng ba ông bố có tìm thấy các bạn nhỏ không đây? Sẽ là rất nguy hiểm nếu như em bé bò đi lung tung các con à. Lúc nãy Jenny còn suýt bị ngã đấy. Cặp đôi nổi tiếng. Giờ tớ chỉ cần thắng cuộc thi này thôi, Lucy à. Được làm người nổi tiếng tuyệt vời quá đi. Ôi, thì ra Lucy và Nancy đều đang muốn trở nên nổi tiếng. Nhưng trước mắt, hai bạn nhỏ phải giành chiến thắng trong cuộc thi thời trang sắp tới của trường đã. Cậu còn bông hồng nào không Nancy? Tớ sẽ cho, nếu cậu giúp tớ làm váy đi thi. Wow, Quốc Phụ ở ngoài đang quay lại quá trình làm váy của Lucy. Ôi không, chiếc váy của Nancy. Tìm cách để sửa nó cho em ngay đây. Đây là hoa của Nancy. Tớ sẽ lấy lại chúng. Không.
trời, chiếc váy của Lucy trông thật là thảm hại làm sao. Và người chiến thắng là Nancy. Phải thế chứ. Lấy ra anh không nên làm như vậy với em. Wow. Em không thoát được đâu. Giơ tay lên. Ta là cảnh sát đây. Em cá là anh sẽ chả bắt được tội phạm nào đâu. Không, anh là cảnh sát giỏi nhất đấy. Để em xem. Cha cha, và như vậy, Lucy đã hóa thân thành một tên tội phạm rồi này. Các bạn nhỏ cùng xem, cảnh sát gốc phù có thể bắt được tội phạm Lucy không nha? Đứng lại đó ngay. Ôi không, không chỉ bấy nhốt được cảnh sát gốc phù, tội phạm Lucy còn bắt đem theo cả siêu nhân nữa kìa. Thả ta ra. Thoát khỏi nó dễ hơn mình tưởng. Tuyệt! Giờ thì cảnh sát gốc phù sẽ phải quay trở lại công việc của mình thôi. Ta thấy ngươi rồi. Ngươi đã giấu siêu nhân của ta ở đâu? Cảnh sát giỏi nhất. Được rồi, em công nhận. Đôi cánh của Lucy. Em muốn có đôi cánh giống thế. Ôi, đôi cánh được làm từ chiếc váy cũ, không giống cái Lucy muốn rồi. Em sẽ không bao giờ có cánh giống Tinkerbell hết. Để đó, anh sẽ giúp em làm nó. Đố các bạn biết, ý tưởng của Gufu là gì? Oh.
quỷ. Này. Wow, đôi cánh cầu vồng được làm từ chiếc diều cũ là một ý tưởng rất hay. Anh em nhà sói thật thông minh. Nhưng ôi, nó cũng không thể giúp Lucy bay. Quốc phụ có cách gì khác không đây? Con người không bay được đâu, hai con. Nhưng bố có ý tưởng này hay lắm. Sốt sô-cô-la hồng và đen. Sô cô la trắng nhìn ngon chưa kìa các bạn nhỏ ơi. Không biết sô cô la hồng sẽ có vị như thế nào ạ? Cũng thường thôi. Em biết sô cô la đen không? Chiếc tháp sốt sô cô la trắng đã chuyển hết sang màu hồng rồi. Chà, nhưng ngay sau đó, Vũ Vũ đã nhanh trí biến nó thành màu đen. Lucy định chơi khăm quốc phu ư? Đều thích một màu khác nhau, hai con nên tôn trọng sở thích của người khác. Dạ vâng ạ. Máy phiên dịch em bé. Đang chơi vui mà em Lucy làm sao vậy nhỉ?
Mình phải thay bỉm cho em thôi con. Ôi không. Ngoan ngoan. Hả? Lucy buồn ngủ nên mẹ cho em đi ngủ rồi, còn giữ im lặng nhé. Tại sao mẹ là ai? Có thể hiểu được Lucy muốn gì nhỉ? Wow, Goofy nghĩ rằng mẹ đã dùng máy phiên dịch em bé để có thể hiểu được tiếng khóc của Lucy. Hóa ra đấy chính là cách Lucy nói với mẹ thứ em ấy muốn. Goofy, con đang làm gì ở đây thế? Mẹ ơi, mẹ giấu cái máy phiên dịch em bé ở đâu rồi à? Làm gì có máy ý đâu con trai. Nhưng mẹ hiểu mọi thứ em Lucy muốn mà nhỉ? Đó là bởi vì em bé đã đưa ra các tín hiệu để thể hiện điều mình cần. Đố các bạn biết Jenny đang cần gì đấy? Mẹ ơi, em Jenny để giống ướt lên bỉm ra. Goofy chọn bạn thân nhất. Bạn đâu ơi? Cô tới dự sinh nhật tớ nhé. Cảm ơn bạn lắm. Mãi tớ mới trốn được Goofy để ra đây đấy. Ôi, có khi nào tình bạn của Goofy và Pando sẽ chấm dứt từ đây không? Chà, Goofy nghĩ ra ý tưởng gì thế nhỉ? Mình sẽ chọn một người bạn thân mới, chẳng cần Pando nữa. Không biết Goofy sẽ chọn ai nhỉ? Alien còn đang rất bận rộn trong đàn em của cậu ấy. Đúng rồi, các thứ ngay chơi với mình mà. Tớ nghe. Các, cậu có nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì không? Cậu nhớ chứ? À, hôm nay là lịch tập hát của tớ. Goofy. Có chuyện gì vậy? Con chả chọn được bạn thân nhất nào cả. Không ai nhớ nay là sinh nhật con này à? Biết đâu các bạn có lý do gì thì sao? Goofy, sao thổi nến nào? Chẳng ai đến cả. Làm nhiều chưa?
Cú Phu, xem các bạn có quà sinh nhật gì cho con này. Hôm nay tớ phải đi xin Piggy mấy quả dâu tây để bố tớ làm bánh sinh nhật tặng cậu. Cả chiều nay tớ cũng bận chuẩn bị quà sinh nhật tặng cậu đấy, Cú Phu à. Hãy yêu thương và trân trọng những người bạn của mình, các bạn nhé. Các em trông uể oải quá. Cả lớp theo cô ra sân sau nào. Ngày hội thể thao. Ghép đôi nào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một vài trò chơi thể thao. Vâng ạ. Trò đầu tiên chúng ta chơi như nào ạ? Cô ơi. Nhớ không được nhảy ra ngoài những chiếc phao kia nhé, các em. Nào chúng ta cùng xem. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa Cat và Molly. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Cố lên, Cat. Molly có ý tưởng gì vậy? Tớ không nhảy ra ngoài báo nhé các cậu. Tớ thắng rồi. Các em. Giờ chúng ta sẽ chơi trò thứ hai nhé các em. Nhớ là đội chiến thắng sẽ có thưởng đấy nhé. Trò thứ hai sẽ là thi nhảy bao bố. Trận đấu thứ hai diễn ra giữa Goofy và Buffo. Hai đối thủ rất nhiều duyên nợ. Buffo, Buffo, Buffo. Này. Ôi trời, Buffo đã nhổ bác kẹo cao su xuống đường chạy của Buffo. Em không nên gian lận như vậy đâu, Buffo à. Em chỉ muốn thắng thôi ạ. Các em, chiến thắng không phải mục đích duy nhất của các môn thể thao đâu. Các môn thể thao còn rất có ích cho sức khỏe nữa, phải không ạ? Cô ơi. Tôi xin lỗi, Buffo. Hano, Buffo đã nhận sai và xin lỗi Buffo rồi này. Phòng nóng và phòng lạnh. Con muốn ăn kem ạ. Nhưng con thích hamburger ạ. Kem ạ. Hamburger. Không. Hamburger. Không. Thôi nào, cả hai con đều sẽ có thứ mình muốn. Mẹ ơi, con khát quá. Mẹ cho con uống nước chanh được không ạ? Mẹ ơi, con muốn ăn xúc xích ạ. Được rồi, đợi mẹ chút nhé. Tiên. Ôi, hai anh em giận dỗi nhau vì Lucy thì thích ăn đồ lạnh, còn Goofy thì thích ăn đồ nóng. Wow, Goofy đang tưởng tượng mình ở trong một chiếc phòng mà ở đó muốn ăn cái gì chỉ cần nhấn nút là được. Phòng
phòng lạnh của em mới là tuyệt nhất. Nhưng Lucy lại cho rằng những đồ ăn trong căn phòng của Vuppu nếu được thay bằng các đồ ăn lạnh thì tuyệt vời hơn. Anh Vuppu, em muốn có một căn phòng như vậy. Không, phòng nóng của anh tuyệt hơn. Mẹ không nghĩ đó là ý tưởng hay đâu. Nào, các bạn nhỏ cùng xem. Tại sao mẹ lại cho rằng ý tưởng của hai anh em là không được nha? Vậy thì phòng nào tuyệt nhất hả mẹ? Cả hai đều không tốt, quá nóng hoặc quá lạnh. Nóng lạnh cần phải được cân bằng nhé, hai con. Vậy chúng ta sẽ kết hợp hai phòng với nhau nhé, Lucy. Vâng ạ. Màu vàng. Đoán màu sắc. Lucy, cẩn thận nào, mình thua rồi. Màu đỏ. Elsa. Lucy. Mẹ cũng có một trò chơi, hai con có muốn chơi không? Không biết trò chơi của mẹ Vuppu sẽ như thế nào đây. Mẹ xong chưa ạ? Nhanh lên mẹ ơi. Nhanh lên mẹ ơi. Mẹ xong. Wow, một chiếc thảm cầu vồng và rất nhiều đồ ăn ở trên kìa các bạn nhỏ ơi. Nếu là về màu sắc, anh chắc chắn sẽ vô địch. Chà, Vuppu thật là tự tin. Nhưng sau cùng, ai là người chiến thắng? Chúng ta cùng xem nha. Màu đỏ. Tuyệt. Màu này ở đâu thế ạ? Màu đỏ đây. Đúng rồi đây. Xanh lá cây. Xanh lá. Mười, chín, tám, bảy. Mình quên màu xanh lá thế nào rồi. Ba, hai. Đây à? Không, Lucy, màu hồng chứ. Và như vậy, túi bỏng ngô này đã thuộc về Vuppu. Màu tím. Giờ thì Lucy chỉ còn một lượt chơi nữa thôi. Ôi không. Lucy sẽ không nhớ được đâu ạ. Vậy ra đây là ý tưởng mà Lucy đã nghĩ ra sau lần đoán sai đầu tiên sao? Màu tím ở đây ạ. Wow, giỏi lắm Lucy. Lucy ra lần mẹ ơi. Con chỉ muốn chơi và có quà thôi ạ. Được rồi Lucy, nhớ không được gian lận nữa nghe chưa. Cảnh sát nhí Vuppu. Hmm.
Đen đỏ, giúp ơi. Wow, các bạn nhỏ nhìn kìa. Hôm nay, Vũ Phù sẽ nhập vai vào làm một sĩ quan cảnh sát. Không, không phải tôi. Nhanh lên, để ta đi trước đây. Ôi, thì ra chiếc ô tô bị thúc đẩy từ đằng sau bởi Lucy. Đi chỗ khác chơi đi Lucy, đừng làm phiền anh nữa. Nhưng em phải tuân thủ luật giao thông đấy Lucy. Em phải đợi đèn xanh bật thì mới được đi đấy. Chúng ta cùng xem liệu Lucy có tuân thủ luật giao thông như đã hứa không nha. Lâu quá, mình phải đi thôi. Ôi không, Lucy đã không làm theo lời cảnh sát Cúc Phu tặng rồi. Dừng lại. Em đã bị phạt vì tội lái xe lên vỉa hè. Sẽ ưu tiên mấy đường đi trước thôi nhé Lucy. Cha, hóa ra là vậy. Các bạn nhỏ đã nhớ chưa nào? Xe cứu hỏa luôn luôn được ưu tiên ở trên đường vì nhiệm vụ quan trọng của chúng. Wow. Vâng ạ, em sẽ đi lái xe cứu hỏa ngay bây giờ. Liên minh siêu nhân. Anh là siêu nhân mạnh nhất ở đây. Hả? Không, là em. Anh. Em. Ôi, vậy ai mới là mạnh nhất đây? Ta mới là siêu nhân mạnh nhất. Ông nội, cứu cháu với. Đừng lo Lucy, ta tới đây. Wow, nào các bạn nhỏ cùng xem, ông nội có thể cứu được siêu nhân Cúc Phu và Lucy không nha. Hãy chấp nhận số phận đi. Ông nội, ba người chúng ta phải liên minh lại thôi ạ. Bố sẽ thua thôi ạ. Ôi, Quốc Phu thật là thông minh. Những kẻ yếu phải tập hợp lại để chiến thắng kẻ mạnh. Nhưng kết cục trận chiến ra sao? Chúng ta cùng xem tiếp thôi nào. Tiến lên. Vậy là cuối cùng, siêu nhân bố đã bị hạ gục rồi. Siêu nhân bố đây.
Ha 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 ha!